sẵn sàng tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Nó xin chào mọi người ha. Thì hôm nay Nhã lại có mặt ở rừng tràm đó mọi người. Đây rừng tràm, thì hôm nay Nhã sẽ đi đào, cũng là đi đào nữa, mà hôm nay không phải là đi đào mối nữa, mà hôm nay Nhã sẽ đi đào một con kinh khủng hơn, con mối rất là nhiều, con mà có thể khiến một người bình thường trở thành Spider-Man. Xem biệt lắm. Để nhá, quay cam lại cho mọi người coi ha. Đó mọi người thấy chưa? Thấy con này nó kinh khủng chưa? Nó con này thì nó ở sát một cái gốc cây tràm luôn. Đây đám tràm nè, đám tràm rất là rộng. Con này ở sát gốc cây tràm luôn, không biết có đào được không nữa. Mà con này nó cũng to lắm á, cũng cỡ không biết cỡ nào nữa. To lắm, đây nhà đào cho mình xem. Đó, hôm nay Nhã đi, Nhã các em thêm một cây cuốc nè mọi người. Đây, Nhã sẽ chinh phục nó. Thì Nhã mới bẻ một cái cây nè mọi người, để Nhã thọt xuống coi nó hang nó sâu bao nhiêu nha mọi người. Thì mình cũng chọt nhẹ nhẹ, chọt trúng mạnh nó xịt cứt á. Hình như tới đây là một cái đường đi ngang mà chứ nó không còn đi thẳng nữa, cho nên thọt cây nó hết đụng rồi, đụng cát rồi nè. Đó thì hang ít nhất cũng quay sâu tới đây. Chờ giờ nha, sẽ đào đâu coi tầm 20 cm nữa, nói chung cũng còn lâu lắm mới đụng nó. Mình tiếp tục đào nha mọi người. Đây nè mọi người, tới hang rồi nè mọi người, thấy chưa? Thấy nhện như chưa, đây mấy nhện con nè, rất là nhiều nhện con luôn. Đây để nha, bắt con nhện mẹ để cho mọi người xem ha. Đó, nó sẵn sàng tự vệ đó, nó giơ hai cái chân lên nó sẵn sàng tự vệ đó, mình đụng là nó cắn liền đó. Đây Nhã hướng dẫn mọi người cách bắt nó luôn. Đó, con nhện này rất là bự nha mọi người, thấy nó bự chưa? Thì bắt nó, bắt từ phía sau nè. Đó, thấy chưa? Xem ha. Ôi. Cẩn thận. Ai dạ. Nhà cũng hơi sợ đó mọi người. Do con này nó khá bự, nó cắn một cái để nha, cho mọi người xem cái nó tự vệ đó mọi người. Thấy chưa? Đó thấy không? Không. Mọi người thấy chưa? Nó đang tự vệ đó. Bây giờ mọi người thấy cái hai cái răng đó chưa? Đó. Con này nó cắn một cái thôi chứ. Dính hai cái lỗ luôn. Đó, thấy chưa? Thấy nguy hiểm đó chưa? Mà để nha, bắt cho mọi người xem. Đó. Mọi người thấy ghê chưa? Nó. Ôi, hiểm quá. Sẵn sàng tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Nó. Nó cắn. Cái này dễ thương chưa? Đó, để nhà tắt máy quay nha, bắt nha mọi người.
nè, đây là cách bắt mối nha mọi người, bắt nhện nha mọi người. Đây cho mọi người xem cần nhện nè, không dưới bụng nó có cái tuyến tơ nè mọi người, nó hai cái cục này, hai cái cục tuyến tơ đó. Tại nhà cầm một tay mà đang cầm tay trái nên không có thuận, khó để cho mọi người xem đó, thấy chưa, nó có 4 con mắt luôn, 1 2 3 4 5 6 4 hay 6 gì nhưng không nhìn rõ nữa. Nó hai cây răng thì con nhện này nó có hai vũ khí tự vệ lên nha mọi người, một là răng của nó, hai là lông của nó. Khi mà nó cảm thấy nguy hiểm là nó bắn lông ra, nó dùng hai chân sau nó vẫy lông trên người nó văng ra, trúng lông thì ngứa nha mọi người. Con này có thể ăn được nữa. Hôm bữa nha coi thấy với động vật, thấy mấy người thổ dân ăn này với nhau không dám ăn nữa. Còn vũ khí tự vệ thứ hai là hai cái răng đó nè, mình thấy chưa, hai cái răng nó bự là bự luôn đó, mọi người thấy chưa. Tổng quan mối đó. Ê, con nhện đó, nó đây cũng là cách cầm con nhện luôn nè. Thì con nhện này á, cái loài nhện này là cái loài đặc biệt cho mọi người. Khi mà nó đẻ con ra thì nó có thể là con mẹ nó có thể chết để làm thịt cho những con nó ăn luôn á. Con nhện đặc biệt không? Con nhện này không biết sao, chắc nó cũng gần chết rồi. Con nghe thấy rất là nhiều dưới đây nè. Đó. Thấy con kìa mọi người. Rất là nhiều con nó dưới luôn. Thì bây giờ nha, không bắt nó nha, bỏ nó xuống dưới lỗ chỗ cũ này của nó thì nó vẫn sống nha mọi người. Nó vẫn sống bình thường tại dưới đây vẫn còn cái lỗ. Bữa sau nó sẽ văng tơ kính ở đây, nó sẽ làm đào cái lỗ sâu hơn và nó ở trong đó. Tại con này nha bắt mấy lần rồi, hôm nay mới có dịp bắt review cho mọi người. Ở dưới mấy cái chân đó là nó có những cái tuyến để nha cho mọi người xem ha. Đây, tìm cách nào cho mọi người xem mới được. Để nhớ kẹp cái điện thoại lại đây. Sao mình thấy vậy ta? Để nha, lấy nét gần lại nữa. Đây là gần hết cỡ rồi đây. Chân nó có những cái tuyến nữa không? Chân nó có hai cái gai nữa. Một cái bàn chân có hai gai, nó có thể bò lên tường được. Ghê chưa? Đó, hai cây này có thể bấu được nha mọi người. Đó. Nó mà cắn một cái thôi chứ, có hai cái răng đó nè. Lấy cái tay ra cho mọi người coi cái mày. Đó, mọi người thấy hai cái răng đó chưa? Đây, để lấy cái cây cho mọi người xem rõ hơn. Hai cái răng của nó. Đây nè. Cây này bự quá. Đây. Đó. Hai răng rất là dài luôn. Thì con nhện này không những là nó ăn các con vật nhỏ nhưng mà có thể ăn được luôn cả những con chim nha mọi người, những chân chim nhỏ hoặc là những ếch. Ăn được ếch luôn á. Nó tiêm thuốc độc vô trong con mồi xong sau đó để cho cơ thể con mồi tự phân hủy tan rã ra, sau đó nó hút nước chất dinh dưỡng ở trong cơ thể con mồi á. Rồi nhà sẽ thả nó xuống lại nha, sợ cầm lâu nó chết. Nhà thả nó xuống lại đây nha mọi người. Chui vô hang đi con. Đó. Cái này là mới con nó bò lên nè. Thấy chưa? Rồi. Chui vô đi. Ê! Nó mới quay cái đầu lại, nó định đớp nha. Đớp vô con tay này thôi chứ. Thôi nha mọi người. Thì con nhện này có thể làm ổ trên cây đó nha mọi người. Để đây, nhà có hình đây nè. Đó, mọi người thấy chưa? Đó. Con nhện này có thể làm ổ trên cây, nó có thể bắt được chim, những loài chim nhỏ nó có thể bắt được.
nó ăn luôn á. Nó tiêm chất độc vô chờ cho con mồi nó tan rã ra, nó hút chất dinh dưỡng của con mồi đó. Thì clip tới đây là đã hết rồi nha mọi người. Nếu mọi người thấy clip này hay thì cho Nhã xin một subscribe và một like nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Tạm biệt mọi người. Tạm biệt.